Vũ Tiến Long, cầu thủ ghi siêu phẩm vào lưới U23 Hàn Quốc, 20 tuổi đã yên bề gia thất. Tối ngày 5 tháng 6 vừa qua, các cầu thủ U23 Việt Nam đã có trận đấu đầy quả cảm trước đội bóng cực mạnh U23 Hàn Quốc. Trong đó, bàn thắng của Vũ Tiến Long đến như một phần hữu xứng đáng cho những nỗ lực ấy. Ở phút 83 của trận đấu, sau pha tạt bóng sệt của Tuấn Tài, Tiến Long từ biên phải mang vào tung cú sút cực mạnh, đưa bóng vào góc chữ E, cân bằng tỷ số 1-1. Được biết, Vũ Tiến Long sinh năm 2002 là một trong những cầu thủ trẻ nhất đội. Đối với những người làm chuyên môn hay quan tâm tới bóng đá trẻ, trung vệ người Thanh Hóa là cái tên không mấy xa lạ. Tiến Long là gương mặt quen thuộc trong màu áo các lứa trẻ của Hà Nội FC, vô địch các giải trẻ quốc gia. Tại SEA Games 31, Tiến Long được huấn luyện viên Bắc Hang Seo lựa chọn đá chính trong trận đấu cuối cùng của đội tuyển U23 Việt Nam. Sự xuất sắc của Tiến Long là một trong những yếu tố giúp U23 Việt Nam giành huy chương vàng tại SEA Games 31. Mỗi lần được vị huấn luyện viên Hàn Quốc trao cơ hội, trung vệ sinh năm 2002 luôn thể hiện được sự chắc chắn và liên tục có những tình huống cắt bóng chính xác để bẻ gãy những pha phản công của đối phương. Mặc dù tuổi đời còn khá trẻ, song chàng cầu thủ Tiến Long đã sớm yên bề gia hất. Bà xã của vụ Tiến Long tên Diễm Quỳnh, sở hữu nhan sắc xinh đẹp và quyến rũ. Diễm Quỳnh cũng luôn được xem là một trong những nàng quát xinh đẹp bậc nhất. Trong làng bóng đá Việt Nam hiện nay, trên trang cá nhân, chàng trung vệ cũng thường xuyên đăng tải những tấm ảnh về vợ và cô con gái bé bỏng vừa tròn 4 tháng tuổi. Bà xã Diễm Quỳnh cũng thể hiện tình yêu đối với chồng qua những lần tới sân cổ vũ anh thi đấu. Ngay sau khi ghi bàn trong trận đối đầu với U23 Hàn Quốc, rất nhiều người hâm mộ đã vào trang cá nhân của Tiến Long để chúc mừng anh cũng như đội tuyển U23 Việt Nam.